Xin chào các em. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong môn thi tiếng Anh trong tổ hợp môn thi vào 10 của năm 2022-2023 này. Và khi thầy đọc đề xong và thầy làm đề xong thì cái cảm xúc của thầy cũng như mọi năm thôi. Đề thi tiếng Anh vào 10 của Nghệ An thì bao giờ cũng là một đề thi rất khó và có thể nói rằng nó là một trong những đề thi khó nhất so với các đề thi của các tỉnh thành khác cũng là thi vào 10 cùng năm. Năm nay thì các tỉnh khác thì chưa có nhiều tỉnh thi, tuy nhiên thì sau khi đọc đề của tiếng Anh Nghệ An năm nay thì thầy vẫn nhận định rằng nó là một đề thi khó. Xét về mặt cấu trúc đề thi năm nay và so với cấu trúc của đề thi các năm trước thì về các dạng bài gần như là tương tự nhau. Tuy nhiên thì số lượng câu trong từng dạng bài lại có một chút thay đổi. Cái chút thay đổi này thì nó không đáng kể. Và chúng ta đều biết rằng là các dạng bài trong đề thi năm nay vẫn vậy thôi, vẫn là các dạng bài về phát âm, dạng bài về ngữ pháp, dạng bài về từ vựng, các dạng bài trắc nghiệm về viết lại câu, nối câu, các dạng bài trắc nghiệm về tìm lỗi sai, các dạng bài trắc nghiệm về điền vào đoạn văn và đọc hiểu. Các dạng bài này thì nó được phân bổ theo thứ tự, các câu hỏi trong đề thi thì được phân bổ theo thứ tự từ khó đến dễ, tức là trong một cái dạng bài thì có những câu khá là đơn giản, tuy nhiên thì có những câu khá là khó. Những câu này thì tập trung vào các thành ngữ trong tiếng Anh hay là các cụm động từ trong tiếng Anh. Và vì thế cái tính phân loại trong đề thi này nó khá là cao. Và những bạn nào học giỏi, các bạn chăm chỉ học tập, đặc biệt là tập trung vào các kiến thức nâng cao ngoài các kiến thức trong chương trình sách giáo khoa ra thì các bạn sẽ đạt điểm cao. Còn những bạn nào mà chỉ tập trung vào các chương trình trong sách giáo khoa thì chúng ta cũng vẫn chưa đủ kiến thức để đạt được điểm 10 tối đa. Các dạng kiến thức trong đề thi năm nay thì cũng giống như các đề thi năm khác, khai thác rất là nhiều vào các chuyên đề ngữ pháp quan trọng có trong chương trình tiếng Anh lớp 9 và một số điểm ngữ pháp liên quan đến chương trình lớp 8. Cũng như là từ vựng trong đề thi này thì cũng trải dài từ các bài học mà chúng ta học trong chương trình lớp 9 rồi. Tuy nhiên thì có một số cái từ vựng ở bên ngoài chương trình. Và vì thế là khi mà chúng ta muốn học tiếng Anh đạt điểm số cao thì không chỉ là chúng ta ôn tập trong chương trình sách giáo khoa đâu mà chúng ta cũng phải nâng cao kiến thức thông qua các kiến thức ở bên ngoài nữa. Đối với một cái đề thi như thế này thì thầy nhận thấy rằng là cái phổ điểm chung, thầy dự đoán cái phổ điểm chung của đề thi này sẽ rơi vào khoảng từ 6 điểm đến 7 điểm. Còn điểm 9, điểm 10 thì thầy nghĩ rằng sẽ khá là hiếm bởi vì đây là một đề thi tương đối khó như thầy đã nói ban đầu rồi. Vậy nên nếu các em không đạt được điểm 10 thì đừng có buồn nhé. Bởi vì là chắc chắn là ít bạn đạt điểm 10 thôi. Ok, đấy là những điều nhận xét của thầy qua một chút về cái đề thi này. Những bạn nào đã thi xong rồi thì các bạn hãy chuẩn bị sức khỏe, tinh thần để chúng ta hoàn thành môn thi cuối cùng. Còn đối với những em chuẩn bị vào lớp 9 và chúng ta có một năm nữa để chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 thì thầy có lời khuyên chân thành với các bạn rằng nếu các bạn bây giờ đang rất là yếu tiếng Anh thì hãy tập trung học tiếng Anh cho hiệu quả, cho tốt để chúng ta có thể chuẩn bị cho cái kỳ thi vào 10 một cách hiệu quả nhất. Vậy làm thế nào để chuẩn bị một cách tốt nhất? Thì các em nhớ rằng là bây giờ thì chúng ta không còn việc là học để đạt điểm cao mà chúng ta còn học để chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 sắp tới. Và để chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 sắp tới thì thầy khuyên rằng bắt đầu từ bây giờ đến tháng 12 năm nay các em sẽ phải hoàn thành cho thầy toàn bộ chương trình trong sách giáo khoa của chúng ta, chương trình trên lớp, để bắt đầu từ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm sau thì chúng ta sẽ dành toàn tâm toàn ý để chúng ta ôn luyện cho kỳ thi vào 10 sắp tới. Và nhớ rằng là kiến thức trong sách giáo khoa nó đã đầy đủ rồi. Tuy nhiên để đạt điểm tối đa, đạt điểm cao trong kỳ thi vào 10 thì chúng ta nên học thêm các kiến thức ở bên ngoài. Và thầy chúc các bạn thi tốt và chúc những bạn năm nay vào lớp 9 sẽ có một năm học thật hiệu quả để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi vào 10 sắp tới của chúng ta nhé.